Tối cao Pháp Việt Nga đưa nhóm Azov Regiment ở Ukraine vào danh sách khủng bố. Tối cao Pháp Việt Nga vào thứ Ba, 2 tháng 8, đã liệt tổ chức Azov Regiment, vốn đang hoạt động mạnh mẽ tại Ukraine, vào danh sách khủng bố. Thế theo lời tường trình của một phóng viên của hãng thông tấn Reuters, vốn từng có mặt tại phiên tòa. Là một tổ chức có chủ trương theo đường lối cực hữu, Azov Regiment suốt thời gian qua đã được xem là nhóm chiến binh rất nổi tiếng, không ngại xả thân ra chiến trường chống lại Nga ở mạn đông Ukraine. Moscow đã so sánh nhóm này với quân đội Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến. Azov Regiment từng có trụ sở chính tại thành phố Mariupol, tuy nhiên nhiều chiến binh của họ đã bị Nga bắt giữ sau khi nơi này bị thất thủ vào tháng 5. Cộng hòa tự xưng Donetsk do Nga hậu thuẫn, luôn xem Mariupol là một phần lãnh thổ của họ, và nhóm này ngoài ra có thể xử tử các chiến binh bị bắt của Azov Regiment. Châu Á lần đầu tiên có người qua đời vì Monkeypox. Giới chức trách Ấn Độ vào thứ Hai 1 tháng 8 để ghi nhận được trường hợp qua đời đầu tiên vì Monkeypox. Bệnh nhân được xác nhận là một người đàn ông đến từ tiểu bang Kerala. Đây cũng là người đầu tiên bị thiệt mạng trong khu vực châu Á. Hiện tại thì 3 ca nhiễm khác ở Ấn Độ vẫn đang được điều trị cách ly. Bộ trưởng Y tế tiểu bang Kerala Vina George cho biết ông vừa mới xét nghiệm dương tính tại tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi quay lại quê nhà. Và hiện tại chính phủ đang cho thành lập lực lượng chống Monkeypox đặc biệt trên toàn quốc với hy vọng dịch bệnh không lây lan như Covid. Tổ chức Y tế Thế giới viết tắt là WHO vào tháng trước loan báo có hơn 18.000 ca nhiễm Monkeypox được ghi nhận tại 78 quốc gia trên toàn cầu, hầu hết tập trung tại lục địa Âu Châu. Cùng tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ họp trực tuyến các nước trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày thứ Ba với các quan chức đại diện cho 14 quốc gia đã tham gia khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong khi Washington tìm cách tăng cường hợp tác với Á Châu. Cuộc họp cấp bộ trưởng do đại diện thương mại Hoa Kỳ là Catherine Tai và bộ trưởng thương mại Gina Raimondo chủ tọa. Tổng thống Joe Biden, người đã khởi động IPEF vào tháng 5 trong chuyến công du đến Tokyo, muốn sử dụng nó như một cách để nâng cao các tiêu chuẩn về môi trường, lao động và các tiêu chuẩn khác trên toàn Á Châu. Ý tưởng về IPEF được Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Nam Á vào tháng 10 năm 2021. Khuôn khổ này là một bộ phận trong chiến lược của Mỹ nhằm gắn kết với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn thông báo tập trận Pacific Dragon từ ngày 1 tới ngày 14 tháng 8. Ngày 1 tháng 8, Hải quân ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn sẽ bắt đầu một cuộc tập trận phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo chung ở ngoài khơi Hawaii. Cuộc tập trận mang tên Pacific Dragon sẽ diễn ra từ ngày 1 tới ngày 14 tháng 8. Ngoài Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn, Úc và Canada cũng sẽ tập trận trong cuộc tập trận này. Với việc huy động 8 tàu chiến và 2 máy bay, cuộc tập trận diễn ra 2 năm một lần nhằm củng cố hợp tác giữa các quốc gia tham gia để phát giác, theo dõi và báo cáo các mục tiêu hỏa tiễn đạn đạo. Khu trục hạm Aegis của Nam Hàn đang tham gia cuộc tập trận đa quốc gia RIMPAC cũng được huy động tham gia cuộc tập trận Pacific Dragon lần này. Dự trù cuộc tập trận được tiến hành theo hình thức quân đội Hoa Kỳ phóng hỏa tiễn, mô phỏng giả định là hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn. Các nước tham gia sẽ phát giác, theo dõi và chia sẻ thông số về hỏa tiễn này. Vaccine cải tiến chống Omicron sẽ được phân phối vào tháng 9. Vaccine COVID-19 với khả năng chống lại biến thể Omicron sẽ sẵn sàng để được cung cấp cho người dân Hoa Kỳ vào giữa tây tháng 9. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang có kế hoạch cung cấp mỗi vaccine tăng cường theo công thức mới sau khi hai công ty dược phẩm Pfizer và Moderna xác nhận sẽ có thể cung cấp liều mới vào thời điểm đó. Điều này đồng nghĩa với những người Hoa Kỳ trẻ tuổi chưa đủ điều kiện để chích mũi tăng cường lần thứ hai do các loại vaccine ban đầu sẽ phải đợi đến mùa thu, trong khi một số người trong chính quyền mong muốn đẩy mạnh chích mũi tăng cường ngay từ bây giờ. Một nhóm khác tin rằng nên tăng cường khả năng miễn dịch vào mùa thu bằng vaccine mới, có thể đối phó với chủng BA.5. Bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế hàng đầu của Tòa Bạch Ốc, cho biết rằng trong một cuộc phỏng vấn vào tháng này thì cần phải linh hoạt trong việc chích mũi tăng cường thứ hai đối với những người trẻ tuổi. Luật sư của ông Trump chuẩn bị đối phó cáo trạng hình sự từ Bộ Tư pháp. Tòa án cố vấn pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump hiện đang âm thầm chuẩn bị đối phó với những cáo buộc hình sự từ Bộ Tư pháp vì càng ngày càng lo ngại thân chủ của họ sẽ bị truy tố vì vai trò của ông trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử 2020. Nỗ lực này được tăng cường sau những lời khai của cựu phụ tá của
Động lý tòa Bạch Ốc Mark Meadows, Cassidy và Johnson tại phiên điều trần công khai giữa Ủy ban đặc biệt Hạ viện điều tra bạo động điện Capitol ngày 6 tháng Giêng tổ chức. Các luật sư của cựu tổng thống bàn về những chiến lược liên quan tới việc đẩy trách nhiệm nỗ lực đảo ngược đảo bầu cử từ thân chủ của họ sang cho các cố vấn của ông đã tìm ra người thế mạng. Một nguồn tin nói cựu tổng thống nhận được một số cố vấn từ những luật sư.